Ủa vậy sao lúc đầu thầy không nói? Mới đầu sao không nói vậy? Thì bây giờ thầy mà tính toán xong em. Thầy thầy, em muốn sắp xếp lại đồ đạc trong nhà cho đúng phong thủy để kích hoạt tài lộc đó thầy. Ủa gì vậy? Thầy sao thầy chưa làm? Làm giùm em đi thầy. À thì thầy cũng đang làm đấy em, nhưng mà nó hơi thiếu cái dữ liệu á. À dạ, phí phải không thầy? Có gì đâu, thầy cứ nói quạch tẹt ra đi. Để em gửi thầy. À, thầy cảm ơn nhé. Đấy, mình chỉ việc dịch cái bàn thờ qua 5 cm là được nha. Ủa, sao thầy chỉnh gì có chút xíu vậy thầy? À, thì còn nhiêu thì tự nhiêu quá. Dạ thầy, thôi thầy chỉnh giùm em thêm chút nữa đi ạ. Rồi, tiến tí để thầy chỉnh cho nha. Đấy, bây giờ em chỉ việc đưa cái bàn thờ lên tầng 2 thôi nha. Thầy thấy ở vị trí này là đẹp nhất, tốt nhất về mặt phong thủy của bàn thờ rồi đấy. Thầy chỉnh tiếp đi thầy, em muốn chỉnh cái hướng bếp chỗ này nữa nè. À, chỉnh thì cũng được em, nhưng mà người ta hay nói là có thực mới vượt được đạo á. Nhanh cái tay lên. Dạ, em gửi thầy à. Đúng anh rồi. Đấy, cái bếp của em như vậy là đúng về mặt phong thủy rồi đấy, không cần phải chỉnh sửa gì hết. Ủa, vậy sao lúc đầu thầy không nói? Thì bây giờ thầy mà tính toán xong em. Thì bây giờ thầy mà tính toán xong em.